các nhà đầu tư vĩ đại như warren buffett charlie munger benjamin graham và ray dalio đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về việc kiểm soát rủi ro trong đầu tư dưới đây là một số mô hình và nguyên tắc kiểm soát rủi ro mà họ đã áp dụng thành công Sau một nguyên tắc đầu tư giá trị value investing benjamin graham và warren buffett biên độ an toàn margin of safety mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị nội tại của nó Điều này cung cấp một biên độ an toàn để bảo vệ chống lại sự bất ổn và sai lầm trong dự đoán. Phân tích cơ bản, tập trung vào các yếu tố cơ bản của công ty như thu nhập, tài sản và khả năng sinh lời. Đầu tư vào các công ty có nền tảng vững chắc và tài chính lành mạnh. 2. Nguyên tắc đa dạng hóa. Ray đa dạng hóa danh mục đầu tư, đa dạng hóa các loại tài sản, ngành nghề và khu vực địa lý để giảm thiểu rủi ro tổng thể phân bổ tài sản. Sử dụng chiến lược phân bổ tài sản để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào các loại tài sản có tương quan thấp. 3. Quản lý rủi ro toàn diện. <laughs> Cân bằng rủi ro. Phân bổ tài sản sao cho mỗi loại tài sản đóng góp một phần bằng nhau vào rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. V. Đầu tư trong mọi điều kiện thị trường tạo một danh mục đầu tư có thể hoạt động tốt trong bất kỳ điều kiện thị trường nào, bao gồm cả tăng trưởng, suy thoái, lạm phát và giảm phát. 4. Nguyên tắc tập trung và hiểu biết sâu Focus Charlie Investing Tập trung vào những cơ hội tốt nhất, đầu tư vào một số ít công ty mà bạn hiểu rõ và có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của chúng. Hiểu rõ về công ty Đầu tư vào những công ty mà bạn có kiến thức sâu sắc về hoạt động kinh doanh, đội ngũ quản lý và triển vọng tương lai. 5. Nguyên tắc an toàn và ổn định. Safety and Stability. Warranty dài hạn. Tập trung vào đầu tư dài hạn và tránh bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn của thị trường. Chọn công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Đầu tư vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và khả năng sinh lời cao trong thời gian dài. Sáu, Kiểm soát rủi ro theo chu kỳ kinh tế (Cyclical Risk Management). Hiểu rõ chu kỳ thị trường, nhận biết và hiểu rõ các chu kỳ kinh tế và thị trường để điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp. Phòng thủ khi thị trường đỉnh cao, tăng cường phòng thủ khi thị trường ở mức đỉnh cao và giảm thiểu rủi ro. Tấn công khi thị trường suy yếu. Tận dụng cơ hội khi thị trường suy yếu bằng cách mua vào các tài sản bị định giá thấp. 7. Nguyên tắc giữ thanh khoản (liquidity management). Duy trì mức thanh khoản cao, giữ một phần danh mục đầu tư dưới dạng tiền mặt hoặc tài sản dễ dàng thanh khoản để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư mới và đối phó với các sự kiện bất ngờ. Tránh đòn bẩy quá mức. Hạn chế sử dụng đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro thanh khoản và rủi ro phá sản. 8. Học hỏi từ sai lầm và liên tục cải tiến. George Soros học hỏi từ sai lầm nhận diện và học hỏi từ những sai lầm đầu tư trước đó để cải thiện chiến lược và quản lý rủi ro tốt hơn liên tục cải tiến luôn luôn tìm cách cải tiến các mô hình và pháp đầu tư để thích nghi với các thay đổi của thị trường kết luận kiểm soát rủi ro trong đầu tư là một phần quan trọng của thành công lâu dài bằng cách áp dụng các nguyên tắc và mô hình kiểm soát rủi ro từ các nhà đầu tư vĩ đại Nhà đầu tư có thể xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ và linh hoạt, có khả năng đối phó với các biến động thị trường và các sự kiện bất ngờ. Các chiến lược bao gồm đa dạng hóa, phân tích cơ bản, quản lý thanh khoản và học hỏi liên tục từ các kinh nghiệm và sai lầm trước đây.